Vô thì có vẻ như mọi người cũng thấy ở đây chúng ta có một con Evilet đúng không? Chúng ta có một con Evilet đây. Thì mọi người có thể thấy là 39.000 HP này. Đó, rồi chúng ta có cái tỷ lệ bạo hơi có vấn đề. Cơ bản á là bạn viewer này á, bạn gửi ạc cho mình á, nhờ cho mình cứu con Evilet. Thì bạn ấy tặng cho chúng ta một hội viên, tặng cho kinh một hội viên ha, cho nên là cũng vừa húp đó, cho nên là bạn Kim Nguyễn Trọng đã được húp hội viên này ha, rất là tốt, xin chúc mừng. Nhưng mà con Nevilet thì chắc chắn sẽ cần cải thiện này, hiệu quả nạp nguyên tố này đó, rồi các thứ tăng sát thương nguyên tố thủy như vậy. Thì mọi người có thể thấy là thánh di vật nó cũng bèo nhiều thôi, cái này nó cũng có HP với tỷ lệ bạo nè, cái này nó có nhiều HP với một xíu tỷ lệ bạo và một xíu nạp này. Cái độc hồ có vẻ như là cái ổn nhất của bạn ấy ha, hiện tại là có vẻ là cái ổn nhất của bạn ấy rồi ha. Cái ly chắc còn 4 sao nữa, nên nếu mà kiếm được một cái ly gọi là HP phần trăm có crit ấy, hoặc là một cái ly thủy có crit thì nó sẽ tốt hơn nè. Đó, và cái sát thương bạo này nó thực ra nó cũng không tệ cho lắm, nhưng mà do là thiếu cái tỷ lệ bạo quá cho nên chúng ta có thể cải thiện nó ha. Hy vọng trong 2000 nhựa này thì chúng ta có thể cải thiện cái con này. Ok, 2000 nhựa này thì tôi nói là tôi làm nhá. Chúng ta có năm cái này ở đây và 80 nhựa dễ vỡ ở đây, cho nên là yeah, let's go bắt đầu nè. Lần đầu tiên và có đột phá luôn này. Lần đầu tiên chúng ta có đột phá luôn. Nhưng mà không phải xét con nhà Violet rồi. Khóa dữ chứ nhiều khi cái này đáng khóa hơn cái nãy á. Yeah. Ba đồ này, ok. Ba đồ cũng được. Farm trên Nevilet chúng ta có đồ của Furina này, cũng vui đấy. Có vẻ mọi thứ này diễn ra khá là hoàn hảo đấy. Ok, lại một đồ khóa này. Ấy, cái này giữ được, ok, cũng được. Nhưng mà cái này chắc chắn không giữ nha. Cái khóa này đang bị lỗ này. Đầu tiên có cái nào sắp double crit không? Mới nói xong có đồ luôn này. Trời ơi, nó hụt rồi. Lần nữa, vô. Trời ơi. HP này không nha. Tôi có tiêu chuẩn cao, đã tốn nguyên liệu. Nó vô đúng một lần mà nó double crit kìa. Thử thêm lần nữa ha. Let's see. It's all right, like. Tỷ lệ bạo kích à? Nếu mà cái này vô vòng 4 là sát thương bạo thì tôi sẽ chấp nhận ha. Lại quá. Ôi. Khoan đã. Đồ này dài cho Nevilet được luôn nha. Ấy, HP phần trăm thực ra cũng được này, ok. HP phần trăm được này, từ từ khoan đã. Tên luôn không? Ê, Max Roll. Ngon. Hiệu quả nạp được luôn. Khoan. Một lần nữa vô sát thương bạo là xài được luôn ấy. Từ. Yes sir. Một đồ cộng một nha. Cộng một làm người liêm nha. Yes sir. Tấn công thì dục ha. Ok, tấn công. Nó có vô sát thương bạo không? Đó, thật ra HP phần trăm cũng được này. Nếu mà nó vô hết HP phần trăm thì chúng ta cũng có thể tính ha. Hai lần phòng ngự này.
Ấy cái này mà ở đây là Hưng Hưng sẽ khuyên mình là nâng nâng max cái này để coi nó có vô 100 phòng ngự hay không. Ok. À, hên quá. Không mắc phòng ngự. Thay được. Rồi. Con này Village nó sẽ 52 132, nó là một cái respectable ha. Này all in đi ha. All in. Rồi. À, mọi người. À, cho tôi like này, một cái subscribe này. Đó, ấn vào nút chuông để mà bạn viewer này có một đồ nâng cấp trên Village nhá. À, nếu được thì ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả video nào. Rồi vô. 3 2 1 Rage. Brother, what's that? Nhưng mà chúng ta cũng có thể nâng cái này và chúng ta thử gọi là đổi, gọi là nâng, gọi là sẽ nâng đỡ một cái sát thương, gọi là một cái HP, cái HP đại á, kiểu như một cái HP này, để tạm thời xài đồ 5 sao cho Nevillet ha. Thời xài 5 sao cho Nevillet đi. Dù sao đồ 5 sao nó vẫn sẽ ngon hơn đồ 4 sao, cho nên là không mấy mình ngừng nâng cái này được ha. Giữ được nhưng mà không nâng. Xin chú. Ok, nâng cái này lên coi có tỷ lệ không? Không có tỷ lệ này. Ok, chúng ta bỏ này ha. Chúng ta có cái 19.8 sắc HP rồi. Không nâng này được không ta? Không mấy mình không nâng này luôn. Nó còn hiệu quả nạp nguyên tố đó, nó vô dòng hiệu quả nạp nữa chứ. 14 sát thương bạo nữa. Why? 7.4. Not bad. Nó không tệ đi ha, thôi nó vẫn không tệ, chúng ta vẫn sẽ giữ, tại vì chúng cái hoa hiện tại của chúng ta, thật ra cái hoa này cũng ngon này, nhưng mà cái này nó cũng không tệ lắm nếu mà xét cái này, cái hoa thứ hai ha. Rồi, cái này xin chiêu không? Tính ra cái này nếu mà xin chiêu mà đi phản ứng thì nó sẽ tấn công ngon hơn, theo tôi là vậy. Tỷ lệ bạo này. Sát thương bạo này. HP là bắt đầu lệch nè. Ok. Đỡ quá. Lệch hai lần nữa là chúng ta không cần phải nâng. Cũng hơi. Đó, và nó vô thêm lần nữa. Ok, rồi xong. Giờ cái này đã đủ mạnh này đó. Và nó thêm lần nữa là 40 CP luôn này. À, nâng cái Nevillet. Hả? À, thực ra 32 CP nó vẫn mạnh rồi, cho nên yeah. Ê. Cái này được nha. Ok. 8 16 20. Ok thì 8 16 20 thôi. Thử nào. Ok, 8 này. Ờ à, phải vô. Ồ, vô tỷ lệ bạo này. Ồ. 16 này. Ồ, ê nó vô thêm lần nữa này. Ồ, khoan. What? À, hơi tiếc. Ok, nhưng mà nó chắc chắn tốt hơn cái hiện tại chúng ta xài và Nevillet đã được tăng một xíu sức mạnh rồi. Giờ lên 61 thì chúng ta có thể bỏ cái nón này đi ha, rồi chúng ta thay bằng cái nón này để cho có nhiều HP hơn, và cơ bản chúng ta có cái tỷ lệ bạo này nó vẫn chưa được lắm đâu, nhưng mà về sát thương bạo nó cộng thêm 36 nữa thì nó lên 6 mấy thì nó cũng không tệ cho lắm ha, chủ yếu là đam. Tinh thông có thể giữ làm cái offset cho Kazuha lát nữa ha.
Cái này thứ được nè, ok. Này khóa được, mà tôi sẽ không nâng do là nó không đúng chủ đề là New Village. Ok, bỏ. Đây, và HP dòng phụ, tỷ lệ bạo kích. Nó cho cái sát thương bạo kích ở dòng 4 này. Cái HP được. HP được ha. HP nữa cũng được, ok. Hơi nhiều HP nhưng mà nó vẫn ok, vô một cái tỷ lệ bạo, mặc dù nó min nhưng mà nó vẫn vô ha. Cái hơn là nó không lệch. Áo này ra, cái này nó tệ quá, cúp. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể giữ, nếu mà bạn ấy có, bạn vừa có nhu cầu Ronahida sau này này, ok. Rồi chúng ta thay cái ly thủy vô, rồi nó sẽ tăng đam hơn này, ok, hợp lý. Mà cái tỷ lệ này thì lỗ quá rồi đấy, cái tỷ lệ sẽ bị lỗ quá rồi, chúng ta thay lại thành cái nón tỷ lệ bạo thôi. Ok, cái này giữ được rồi, giữ thử xem ha. Ê, có một cái HP này xem thử được ha. Hai cái HP, ok, hai cái HP. Cái này giữ được nhưng không nâng ha, ok. Ít năm luôn còn phải vô double phòng ngự này hay á. Thôi cái đồng hồ còn lại nào, để nó vô cái gì đây, phòng ngự luôn. Ok. Hiệu quả nạp thật ra cũng không tệ cho lắm. Ừ, nhưng mà đừng vô hai lần. Ok, một lần max này, một lần max được. Ok rồi, một lần hiệu quả nạp nữa cũng không tệ ha. Xét cái việc chúng ta đang build con nào. Rồi, lần này mà vô tỷ lệ bạo thì chúng ta sẽ ngon. Nice. Oh, như mình dự tính nha. Nhưng mà cái này nó sẽ đánh đổi nè. Cái này tùy cái chúng ta đang đánh đổi cái gì nè. Ok, cái này để lát nữa chúng ta farm xong chúng ta cân đồ một lần mãi mãi ha. Đúng không, chúng ta cân đồ sau ha. Ok, bây giờ farm tiếp thôi. À, vẫn giữ được ha. Nếu mà nó double crit thì nó vẫn có cơ hội à. Hơi không, rồi đó, bỏ à. Hỏa cũng được ha. Cái thủy này á, xem thử dòng 4 cũng được. Nếu mà vô sát thương bạo thì có thể suy xét ha. Ok. Ê, từ từ. Khoan đã, cái gì đây? What is this? Ok. Nãy giờ farm thì ra, nó không farm ra cái gì là do cái này đúng không? Ok, hiểu. Ba cái đồng hồ. Tấn công thì dục này. Rồi tới cái này, một dòng lên tên này. Thôi, bye. Rồi nhân vật chính. Thử nâng 8 đi, 8 như hồi nãy thì thấy cũng được á. Nó cộng mà nó lệch hết luôn, mới hay chứ. Ok, max roll sát thương tỷ lệ bạo cũng được. Một roll sát thương bạo. Yes. Đấy. Tạm được nhưng mà nó được hơn là không có gì. Nevillet cầm được. Rồi, thay thôi. Rồi. Có vẻ ổn hơn rồi đấy, nãy giờ rồi đấy. Ok. Hả? Mình tưởng hai cái này dục chứ. What? Gì đây? Wow. Cái này giữ được. Technically cái này được ha. Chúng ta có thể thử một vài lần nâng. Ok. Sát thương bạo khá là nhiều ấy. Một lần sát thương bạo này mặc dù bị low roll ha.
thì quả nạp vẫn được và nó mắc gần như max roll cũng được, cũng được. Thêm lần xét thương bạo thì nó ở hợp lý, lần này nó không bị low lắm, nó 6.2 được 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 lên 16. Nếu mà nó vô một lần xét thương bạo nữa thì chúng ta sẽ giữ được cái điều này ha. Một lần nữa không, một lần nữa không, hoặc là hiệu quả nạp cũng được. 120 một lần thôi, một lần thôi, vô cái xác thương bạo nữa là giữ luôn á, húp luôn á, húp liền ngay tại chỗ luôn. Wow. Yes, win all I won. Rồi không mấy cái này được cái lông mạnh này, chúng ta kết thúc video luôn đi không ta, được không? Tăng nhẹ cái này đi, được rồi, chúng ta tạm thời 20+ CP là được rồi ha. Thật ra nó cũng không tệ á. Ừ, nếu mà xét qua xét lại thì nó cũng không tệ đi. Nó có thể giữ nhưng mà nó không làm, nó không đủ tốt so với cái này của chúng ta, khá là tốt. Cũng được này, cũng được này. 54-161 là được hơn rồi nè, ok. cũng đỡ rồi đấy, ok này giữ được nhưng không nâng ha, này cũng giữ được luôn nhưng không nâng, ok ấy. Từ cái hoa này có vẻ nhân được rồi. Cái lần cuối cùng của video này chúng ta có một cái hoa và có khả năng suy nghĩ được ra, tại nó 4 vòng cơ bản, nó 4 vòng thôi. Let's go. Ê, nó tốt hơn mình nghĩ kìa. So với cái này thì nó nhưng mà so với cái này thì nó không tốt bằng ha, nhưng mà nó tốt hơn mình nghĩ, nó vô được 2 lần thôi, vẫn không đủ tốt, cho nên chúng ta sẽ tháo nó ra ha. Và cơ bản là tới cuối cùng của video này thì mình đã kiếm được một cái hoa này khá là mạnh cho Nevillet này, cái lông chứ, cái hoa này thì giữ nguyên ha, cái đồng hồ thì siêu mạnh luôn như mọi người thấy, cái ly tạm xài được ha, hoặc là có thể chuyển thành cái ly sát thương nguyên tố thủy, cái này tùy thôi. Và yeah, cái nón thì có được cái tỷ lệ bạo kích thì nó cũng ngon lắm. Ủa, từ như có cái này á, hồi nãy mình quên mất mình à không, cái này là offset, cho nên là yeah, cái nón tỷ lệ duy nhất và onset mà mình kiếm được thì là cái này, bấm lộn cho nên là mình bị dậy. Ok thì Nevillet tóm lại thì nó sẽ là 54-161 ha, nó cũng khá là cải thiện so với đầu video rồi đó. Và 121 nạp cộng với lại một xíu không có cái, nói chung là vậy là mình thấy là khá là ổn hơn so với ban đầu rồi. Và con Nevillet này mình nghĩ là sẽ cũng khá là vừa đủ sẽ để đi đánh La Hoàng ấy. Ok, và đó là video vậy thôi. Nếu mà mọi người thích video thì mọi người hãy cho mình một like, một subscribe và ấn vào nút chuông để mà ủng hộ mình làm thêm những cái content như thế này ha. Hãy ủng hộ Weibo Game ở dưới phần mô tả của video ha. Và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.